Kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 25 tháng 11 năm 2023. Hôm nay cuối tuần nên em có hứa với mấy đứa nhỏ là chở cho nó đi tắm biển Vũng Tàu. Thì em đang ở khu vực bãi sau của Vũng Tàu. Thì tiện em cũng quay tình hình ở ngoài đây cho bà con xem. Hôm nay thứ bảy nhưng mà nãy đi đường phố với lại ghé siêu thị thấy cũng khá là vắng. Khác vắng vắng so với những ngày thường, những cái lịch cái đợt em đi cuối tuần đó, thì em chỉ có thể thấy đó. Bây giờ là 11 giờ trưa đó, 11 giờ mới trưa, bây giờ mà cao điểm mới tắm biển đó. Mà nó bãi biển thấy nó cũng có mấy người, vừa vui mà vừa buồn. Thì vui là cũng ít người tắm cũng vui, nhưng mà buồn thì thấy mình thấy nó ảm đạm, mình nghĩ vậy. Đó, giờ 11 giờ, 11 giờ mấy, 12 giờ trưa, bây giờ cao điểm đến biển mình sẽ có nhìn cái bãi biển đó. Đây mình lên trên bên chị coi. Cũng có mấy người, không biết ngày mai chủ nhật có đông không. Trời thì đẹp lắm. Sóng thì hôm nay có vẻ nó hơi, sóng hơi lớn. Con chơi đi. Này mấy anh cứu hộ nó là tắm coi chừng mấy đứa nhỏ, mà thấy sống này tắm cũng được đúng. Sống gần gần bờ, sống lớn tắm cũng sướng mà đừng có ra xa. Đó là đang đi tới đó, giờ thấy bờ biển nó cũng có mấy người, hàng ghế thì giờ nó cũng vắng vắng què. Cách xa mọi khi mới có 2 phút. Nhưng mà bữa giờ họ còn suốt rồi, chắc là sống lớn chắc nhỏ suốt không đi xa ra xa nghiệp mà biển đẹp nha, trời nó đẹp kinh, nó không có nắng lắm thì chịu tắm biển được, cảm giác nó nóng nhưng mà nó không nắng. Chứ cái mùa cuối tuần mình ra cũng không có mấy người gì đâu, đông lắm. Sóng lớn. Mình lấy chụp hình. Mình lấy chụp hình dạo đó, cực ghê rồi. Dán chỗ vậy. Sống bú hay sao mình phải đi xa để mà cứu hộ nó cứu chừng nó nhỏ cục, cảm giác là cũng sống lớn cái đợt tháng gọi em bé Kiều Phường cũng không biết
nhân cứu hộ nói vậy thôi, cũng cẩn thận. Cái bixi bằng nghề cũng le que của mấy người. Thôi vậy thôi, cập nhật tình hình cho mọi người biết gì thôi. Khi ai sống không lớn chi gia kinh tế thì không có biết, nhưng mà chi thói hay này nọ gì đó thì em thấy vậy đó, mọi người thấy đó. Đúng rồi. Tình hình mọi người.